Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với channel của mình nha mọi người. Ui, vừa mới vào luôn anh em ạ. Anh em mình lại được tận hưởng với một cái khoảnh khắc gọi là nổ hũ trực tiếp vào mặt của các bạn luôn. Được chưa anh em? Một cái nổ hũ trực tiếp vào mặt của các bạn luôn. Ok. Đấy, thì đây là một trong những gọi là gì? Gọi là game bài đổi thưởng uy tín 2023 các bạn nhá. Đó, được chưa anh em? Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái lý do mà tại sao cái con game 68 game bài lại là một trong những con game gọi là đổi thưởng uy tín nhất ở năm 2023. Được chưa? Thì rất là nhiều anh em có bảo mình là năm nay thì là một năm có rất là nhiều những cổng game mới đúng không mọi người? Đó, là một game năm còn rất là nhiều những cổng game mới. Cho nên là bây giờ ấy cái sự lựa chọn game của anh em nó rất là nhiều, nhưng mà thực sự mà để uy tín ấy, thì nó rất là ít. Được chưa anh em? Để uy tín thì thực sự nó rất là ít anh em nhá. Thế cho nên ấy, nếu các bạn là thực sự chơi thì anh em nên tìm hiểu rõ về những cái cổng game nào mà nó hay, nó hấp dẫn thì chúng ta mới nên chơi, chưa mọi người? Thì ngày mai thì này, để mà nói đến con sở thắng cái bài ấy, thì đây là một trong những cái hũ mà nó hay nổi nhất anh em ạ. Đây thì các bạn thể thấy này, đây là một cái hũ nó đổ rất là nhiều. Em thấy thời gian là 5:12 này, lùi lại một cái trước ở 5:08 phút, thì có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ có cách 4 phút thôi anh em là nổ một cái hũ rồi đúng không? Lùi lại tiếp chúng ta cách 7 phút chúng ta lại nổ một cái hũ nữa đấy. Quá ghê luôn, quá ghê luôn anh em ạ. Đây, tiếp anh em nhìn đâu. Cách có 3 phút này, cách có 1 phút này. Mẹ nổ liên tục anh em ạ. Dã man. Đó, thì đây là con bầu cua anh em nhé. Bầu cua của bên 68 game bài anh em ạ. Ok. Mình sẽ xem nào. Mình cũng muốn nổ hũ anh em ạ. Ui, né thế. Cũng có con gà rồi à. Mình cũng muốn nổ hũ, mình cũng muốn nổ hũ một lần anh em ơi. Tham lam anh em ơi. Muốn nổ hũ, mình cũng muốn nổ hũ. Chơi tiếp anh em nhá. Ui gà cá tôm à. Thế thì đi mất một rưỡi à. Ok, không sao anh em ơi. Khoảnh khắc nổ hũ vẫn đang đợi chúng ta các ạ. 3 phút rồi anh em ạ. 3 phút rồi, mình nghĩ là sẽ sắp nổ hũ nữa rồi anh em ơi. Nãy vừa nổ hũ gì anh em nhỉ? Vừa nổ hũ nai đúng không? Nai cua gà rồi đúng không? Nai cua gà rồi, chẳng lẽ vừa nổ cá à? Nổ nhiều lắm ấy. À nhưng mà ít cá thì sẽ là ít cá hơn nè. Hai cua một gà, cái con gà nãy giờ là cũng ra nhiều anh em ạ, nhưng mà tính ra là con gì cũng nổ hết rồi anh em. Nãy giờ là con gì cũng nổ hết rồi anh em ạ. Ok nhá. Xem nào, cá này, cá lâu rồi chưa nổ. Bầu này, thế con gà nãy giờ ra nhiều quá, không dám chơi. Con gà nãy giờ ra nhiều quá anh em ạ. Đấy, né ngay, ăn cả 3 cửa luôn các bạn. Ăn cả 3 cửa luôn, ăn cả 3 cửa luôn anh em nhé. Ăn cả 3 cửa. Ăn cả 3 cửa luôn, ăn cả 3 cửa luôn. Nhưng mà mình nghĩ là bầu cá tiếp đi, theo loại cửa tiếp anh em ơi. Ok này vẫn nhá, vẫn theo nhá. Rồi mình cứ theo ba cửa này đi anh em ơi, mình nghĩ ba cửa này sẽ là cửa nổ hũ anh em ạ. Ui rồi có yêu anh em ạ.
tiếp 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 này, thì còn chơi lại đi anh em ơi. Phải nổ bầu nổ cá anh em ạ. Tôi mày vẫn có cái hy vọng là sẽ nổ bầu nổ cá anh em ạ. Đấy. Nhá, chả lẽ nãy giờ nổ liên tục thì tôi vào để lại không nổ anh em. Nãy giờ nổ liên tục, nãy giờ nổ liên tục thì không vào anh em. Hai gà, một hiêu, hiêu vẫn ra. Hiêu vẫn ra. Được rồi, được rồi, được rồi, phát này anh em mình phải chơi lớn một tí đi. Đã gần 10 phút rồi anh em. Đã gần 10 phút rồi mà chưa thấy tiếng chuông nổ anh em ạ. Ui, ui không đặt hiêu rồi anh ạ. Ôi, mình đang đặt hiêu bầu cá mà sao lại cái vỏ hiêu ra, tại con hiêu ra nhiều quá anh em ạ. Con hiêu nó ra nhiều quá mình lại bỏ. Ui, nó lại nổ mất rồi con ạ. Ây à, cày thế nhờ. Thế thì mất cái hũ rồi anh em. Nãy giờ anh em mình ngồi săn cái hũ các bạn ạ. Đủ lên tọa anh em ạ. Nãy giờ ngồi săn, nãy giờ ngồi săn mà cái cùng thì đen quá. Trời đen quá trời đen anh em ơi. Anh em thấy cái tỷ lệ nổ hũ bên này nó nhiều đúng không các bạn? Thực sự luôn để mình nói về cái tỷ lệ nổ hũ bên này nó thực sự quá là nhiều luôn. Nó nổ liên tục luôn mà để đến người chơi người ta còn gọi là phải hóng anh em ạ. Thực sự vậy đó. Rồi ok. Thì link thì mình sẽ để tới mô tả cho anh em. Chúng ta là có thể chơi như là test thử nhé mọi người nhớ. Nhớ nhá, đây là cái hũ bầu cua anh em ạ. Đây là hũ bầu cua nha. Cứ tầm khoảng 10 phút nổ một lần anh em ạ. Rất là cao nha mọi người. Rồi xin chào và gặp lại anh em nhé. Bye bye.